lòng của cô bác gần xa. Xin mượn những điệu chèo thân thiết của quê ta, kể chuyện tình thương yêu trong những ngày giãn cách. Thiên tai đến đúng ngày giáp Tết, dịch phát ra từ bọn sát Covid. Toàn tỉnh tập trung lực lượng cứu nguy, đến thành phố Chí Linh dập dịch. Bộ đội công an ra quân cấp tập, dựng ngay khu biệt lập cách ly. Đội tiên phong là dũng sĩ ngành y, nhanh chóng lập ngay bệnh viện dã chiến. Tiếp cận với bệnh nhân là chiến sĩ áo trắng, trước nguy cơ lây nhiễm rất cao. Không sao, nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống lây nhiễm sẽ không sao. Dù nguy hiểm thế nào, thầy thuốc cũng phải xả thân vì người bệnh. Chúng tôi, những sinh viên tình nguyện, đi lấy mẫu phẩm xét nghiệm để sàng lọc kịp thời. Dù nguy hiểm, vẫn quyết tâm dập dịch cứu người. Tạm gác tình riêng trong những ngày đón Tết. Tình yêu trong nạn dịch Covid bị không gian giãn cách đã từng. Khao khát mấy cũng tạm dừng, phải khi phòng dịch. Xin đừng thơm nhau. Không sao, trăm năm hạnh phúc dài lâu, có ngại chi mấy tuần giãn cách. Hai vợ chồng tôi đều là thầy thuốc, đến bệnh viện dã chiến ngay từ những buổi đầu tiên, tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Nhưng hai vợ chồng thì vẫn chưa gặp mặt. Tất cả vì trong dịch. Alo, anh à, em đây. Anh có nghe thấy em nói gì không? Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Anh nhận ra em ngay, ánh mắt yêu thương, hướng về anh vẫn long lanh ngời sáng. Trong trang phục màu xanh thanh niên tình nguyện, đôi mắt huyền lấp lánh, đúng là em. Vâng, anh ơi, chúng em đang đi làm nhiệm vụ chống dịch ở Chí Linh anh ạ. Ừ, đơn vị anh cũng từ quân khu 3 mới về tham gia chống dịch, lập khu cách ly, đón nhận người F1. Tưởng xa nhau, chống dịch lại gần nhau. Cho dù vất vả gian lao, mùa xuân vẫn thăm, hoa đào vẫn tươi. Rạng rỡ nụ cười trên môi em vẫn như còn đang rạng rỡ nụ cười. Ta cùng góp công chung tay chống dịch mà để làm người chiến sĩ tiên phong. Đợt này nhất định chóng thành công. Thank you.
Thôi, bây giờ anh phải đi làm nhiệm vụ. Tạm biệt em nhé. Vâng, em chào anh ạ. Bà ơi, nhanh chân lên. Ông đợi tôi với. Bà nhanh lên. Kìa hai bác, xin hai bác hãy dừng lại. Kìa các anh, có việc gì thế ạ? Có việc gì thế các anh? Xã này đã có lệnh phong tỏa, trong không ra, ngoài không được vào. Và lại mũ bảo hiểm đội đầu, chỉ đề phòng khi tai nạn giao thông, không thể phòng dịch. Khẩu trang đây, hai bác phải đeo vào ngay mới được. Đeo vào đi bà. Đeo vào đi ông. Mời hai bác quay lại, trở về nhà ngay cho. Khổ quá, vợ chồng chúng tôi sang thăm bà cô ở ngay làng bên kia thôi mà. Đúng đấy các anh ạ. Trên đã có lệnh, không tụ tập đông người, phải phong tỏa giãn cách. Xin hai bác hãy quay trở lại nhà ngay cho. Thôi đành vậy. Thế cảm ơn các anh đã có lời nhắc nhở và cho vợ chồng chúng tôi khẩu trang. Chào hai bác. Thôi thế vợ chồng chúng tôi chào các anh nhá. Chào các anh nhá. Ta về đi bà. Vâng. Từ phường phố cho đến xóm làng, toàn dân thực hiện sẵn sàng 5K. Vâng, chào anh. Báo cáo các anh, tôi là lái xe đến nhận hàng nông sản để tiêu thụ giúp đồng bào Hà Dương. Hoan nghênh và cảm ơn anh, nhưng xin anh cho xe quay lại chừng nửa cây số. Ở đó có trạm trung chuyển nông sản vừa mới lập ra, rau củ quả cần kíp thu mua sẽ được tổ vận chuyển có phòng dịch trở ra đó tập kết. Xin chào anh lái xe. Cảm ơn các tình bạn thân thiết đã về thu mua vận chuyển giúp tiêu thụ nông sản Hải Dương. Trong giãn cách vẫn thắm tình yêu thương, nông sản chúng em xin thay mặt bà con chân thành cảm tạ. Chào các cô. Giúp nhau khi gặp họa, đó là tình nghĩa, là đạo lý của dân ta. Các cô vẫn đẹp, sắc thắm dân dân người ta. Thương yêu nhau thì thanh khí sẽ thì chiến sáng ngày qua tất cả chung vì lòng vì Chào anh. Chào các cô. Tạm biệt các cô. Lần sau
anh sẽ đón các cô em nha. Vâng, chào anh lái xe. Xin cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn các tình nguyện viên, những chiến sĩ của ngành y kiên cường tài giỏi. Chúng tôi đã được chữa khỏi, đủ 3 lần xét nghiệm âm tính, được trở về làm việc ở công ty. Cảm tạ anh y ơi, quá y, quá hiền y, nghèo xin cảm y tạ. Ngành y chữa cháy thì cơn hoạn nạn y ơi, ơi à mà để khắc ghi, xin khắc ghi nghĩa tình ơi, vì vì bệnh nhân cho nên thời bác sĩ đã quên đi mình, thời phải quên đi mình ơi, trong trong gian nguy vì phải quên đi mình đức lương đi như từ mẫu ơi, ơi à mà để đã thành bài ca chị phải nhớ, về nhà còn tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe qua 14 ngày nữa. Nếu có biểu hiện gì, phải báo cáo ngay cho cán bộ y tế. Vâng, chúng tôi xin ghi nhớ. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Bước đầu, chúng ta đã giành thắng lợi. Bệnh viện dã chiến sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dập dịch cứu người. Dạ. Vâng vâng, chúng con vẫn an toàn mạnh khỏe ạ. Vừa điều trị thành công cho một số bệnh nhân. Dạ. Dạ. Ông bà yên tâm, chúng con có trang thiết bị tốt, kỷ luật nghiêm, sẽ tuyệt đối an toàn khi tiếp xúc với người bệnh. Dạ. Chúng con sẽ sớm trở về Hà Nội. Đợt chống dịch này cầm chắc sẽ thành công. Lãnh đạo và nhân dân Hải Dương cũng đã lo chu đáo cho các bác sĩ vui xuân đón Tết. Tuy ăn uống có phải ngồi giãn cách, nhưng vẫn có đủ hương vị của ngày Tết, như giò lụa, bánh chưng, lại còn có cả rượu thơm nữa ạ. Mẹ, mẹ ơi, khi nào thì mẹ xong công việc, khi nào thì mẹ về với con? Con nhớ mẹ lắm rồi. Ừ, con yêu của mẹ, mẹ cũng nhớ con. Con ngoan, nhớ phải nghe lời ông bà nhá. Vâng ạ. Nhớ tập trung khi học trực tuyến. Vâng ạ. Mẹ sẽ sớm về với con. Vâng. Mẹ yêu con. Con yêu mẹ. Alo, ông bà gắng kèm cháu giúp con nhá. Bảo với chúng phải hết sức tập trung khi học trực tuyến. Ở Hà Nội, tình hình chưa căng lắm. Ông bà phải lưu ý thực hiện yêu cầu 5K đấy. Dạ, dạ vâng. Vâng ạ. Dạ, báo cáo các anh. Chúng tôi ở tổ tình nguyện chuyển hàng cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho bà con trong vùng phong tỏa. Xin các anh cho vào. Đề nghị các cô cho kiểm tra thân nhiệt. Vâng. Tốt. Này hai cô. Dạ. Cho phép hai cô vào làng, nhưng
nhớ thực hiện các quy định khi giao tiếp đấy nhá. Vâng, chúng em nhớ. Các đồng chí, cho vào. Nhưng ta kịp thời chặn đứng được ngay, khoanh vùng phong tỏa, quyết liệt ra tay, không cho chúng thành ổ dịch mới bùng phát. Lãnh đạo tỉnh sát sao và kiên quyết, động viên khích lệ các cán bộ y tế, các thầy thuốc của nhân dân. Biểu dương các đơn vị bộ đội, công an và khiển trách các cán bộ chưa làm tròn nhiệm vụ. Quy định 5K được toàn dân thực hiện, dịch bệnh đã bị khống chế, Hải Dương sắp vượt qua thử thách cam go. Chào các đồng chí. Chào đồng chí. Thay mặt Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh, tôi báo tin vui để các đồng chí được biết. Ban Chỉ đạo vừa họp xem xét, đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ công tác tiếp theo. Nhất trí nhận định, Hải Dương đã vượt qua thời khắc hiểm nghèo, đã ổn định tình hình, đã hoàn toàn khống chế được dịch bệnh. Tính đến hết ngày 15 tháng 3, đã có 463 người khỏi bệnh, đã không còn ca lây nhiễm trong cộng đồng, đã làm nhanh, làm tốt việc sàng lọc khoanh vùng, không để cho các khu cách ly có hiện tượng lây chéo. Các đồng chí, trên cũng đã đồng ý cho Hải Dương dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội toàn tỉnh. Ngoài mấy chỗ còn phải phong tỏa, thì mọi người đã có thể giao lưu, giao tiếp và thực hiện các biện pháp 5K. Điều kiện bình thường mới sẽ được mở ra. Hải Dương quyết tâm đạt tới mục tiêu kép, vừa tích cực tổ chức các hoạt động sản xuất, vừa nghiêm túc và cương quyết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Dạ, báo cáo đồng chí lãnh đạo. Vậy thì anh em chúng tôi cũng được thoải mái hơn một chút. Lãnh đạo tỉnh hoan nghênh và cảm ơn các lực lượng chống dịch trong thời gian qua. Các bác sĩ Hải Dương cũng có bước tiến mới,
đã góp phần quan trọng vào thắng lợi hôm nay. Các đồng chí ở trung ương về hỗ trợ sẽ chia tay chúng ta. Thôi, tạm biệt các đồng chí. Tôi phải đến Chí Linh để cảm ơn và tạm biệt các dũng sĩ áo trắng ấy. Chào các đồng chí. Chào đồng chí.